Hello mọi người, đây là những video clip mà mình làm về tử vi năm 2018 cho tuổi nữ Mậu Thân sinh năm 1968. Thì mọi người nếu như mà xem video thấy hay mà nhớ là comment và chia sẻ cho mọi người khác cùng biết để họ ứng dụng vào cái cuộc sống, ứng dụng vào cái năm Mậu Tuất 2018 một cách tốt nhất, nhất là những cái chị gái mà tuổi Thân sinh năm 1968. Cảm ơn mọi người vì điều đó và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ những cái video clip về tử vi phong thủy mà mình nghiên cứu và chia sẻ với mọi người trên YouTube. Đầu tiên hết thì mình sẽ xét cho cái tuổi Mậu Thân nữ sinh năm 1968 đối với cái năm 2018 Mậu Tuất. Thì năm này là mạng á, thì mình là mạng thổ, đất trạch thổ tức là đất nhà lớn, gặp năm mộc là tương khắc ha, mộc khắc thổ, làm sao là mình bị mạng là mình bị mộc khắc thổ. Sao thì năm nay là nữ thì sao La Hầu, rồi sao La Hầu đối với nữ thì tốn hao rối rắm, nhưng mà như là các đó sao La Hầu nó nặng cho nam nhiều hơn là nặng cho nữ. Hạn thì năm nay sẽ gặp hạn Diêm Vương, tức là đỡ bệnh về đường máu huyết và hay bị bệnh. Vận niên thì lại là mã ngộ đao, tức là ngựa trúng thương xấu, thiên can mậu gặp mậu cùng hàng thì ok, không có chuyện gì, trung bình. Địa chi thân gặp tuất là sinh xuất hao tốn, cho nên là mình sẽ khói ha. Nhưng mà tổng quát thì như đã nói là quý chị mà Mậu Thân là người vốn dĩ là hiền lành chân thật, sống thì coi như là tính hơi nóng nảy một chút, hơi như đàn ông một chút xíu. Dễ thân cận với mọi người nhưng số là khác anh chị em, nên thường là một thân tự lập, không có được nhờ cái sự giúp đỡ của anh em, dù là anh em có nhiều đi nữa thì cũng mình phải tự lập. Được sự quan tâm giúp đỡ thì đa phần là của bạn bè, của cái mối quan hệ làm ăn bên ngoài. Bản tính thì thường thì người nữ tuổi này hoặc là người nam tuổi này thì bản tính của người thân Mậu Thân thì rất là thông minh. Quý chị có sự hiểu biết rộng, thuận lợi trên đường phát triển công danh. Tuy nhiên phấn đấu thì rất là tốt, hay làm việc rất tốt, nhưng mà đời sống là nặng về tinh thần hơn vật chất. Sự nghiệp chỉ đạt mức hiện tại thì cũng gọi là khá thôi, chứ còn không có giàu như người khác, gọi là trung bình khá. Đường tình duyên thì rất là dễ gặp khúc mắc, một là bỏ chồng, hai là chồng bỏ ha, dễ gặp trái ngang lắm. Nếu sanh vào ban đêm của hai mùa là mùa thu và mùa đông thì người tuổi Thân thì sẽ có cuộc sống suôn sẻ tốt đẹp, cuộc sống thanh nhàn phú túc. Nhưng mà dù ở hoàn cảnh nào thì quý chị cũng không nên nổi vất vả khó khăn, tức là các chị giờ có sinh trái mùa hay là không trái mùa, thuận mùa đi nữa thì về mặt tiền bạc cái này kia cũng tương đối không phải khó khăn. Nhưng mà vật chất thì không thiếu, nhưng mà tình cảm thì không bao giờ thấy yên ổn cả, nó lân đận lan đan lắm ha. Nam tuổi này thì nói là thích trăng hoa rồi này kia, nhưng mà nữ không thích trăng hoa đi nữa thì tuổi này họ cũng vẫn lận đận về tình duyên. Vào hậu vận thì người này thì người ta nói là hậu vận thì khá ổn, thì có 49 thông minh mà càng về sau là càng lớn thì họ càng ổn hơn. Nếu mà công danh và sự nghiệp đối với năm Mậu Tuất 2018 đối với người nữ tuổi này thì năm nay quý chị hơi khó một tí xíu là quý chị nằm gặp sao La Hầu chiếu mạng, dễ sinh nhiều rối rắm khó khăn, buồn phiền, sức khỏe thì lại suy giảm. Sao La Hầu thì vốn dĩ nó là thuộc hành thủy, mà thủy thì sinh mộc, năm nay năm mình sao thủy mà gặp năm mộc, tức là nó làm cho cái mộc nó tốt hơn, mà mình lại là mệnh thổ, người nữ tuổi này là mệnh thổ, cho nên là mộc nó khắc thổ, cho nên là cái sự thiệt hại còn bị nặng nề hơn. Với hạn Diêm Vương bất lợi về đường máu huyết và dễ bị bệnh. Rồi về tứ trụ thì năm nay là năm Thiên Hòa địa hao, công việc làm ăn thì tương đối bình thường, nhưng gia đình tình cảm và sức khỏe có phần rối rắm và bất an. Đó là người nữ cho về tứ trụ. Vận niên thì là mã ngộ đao, tức là ngựa bị thương, bất lợi trong quan hệ, dễ sinh tranh chấp, có thể đưa đến xung đột, đặc biệt trong giao dịch mua bán, cẩn thận để giảm bớt cái thiệt thòi của mình. Nhất là với những người thân, cẩn thận cái giao dịch mua bán trong những cái tháng xung của mình. Tháng xung thì tháng nào thì mình sẽ làm 6 tháng đầu năm, 6 tháng sẽ cuối năm để cho các chị có thể biết được tháng nào tháng xung với mình.
phối hợp các yếu tố trên đó, đứng về mặt ngũ hành đó, để luận giải đó, thì năm nay đó là Can Mậu đó, thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chủy. Thì đối với người mạng thổ gặp năm mộc đó, có nhiều bất lợi cho sự nghiệp lẫn sức khỏe. Tuy nhiên là công việc làm ăn dù có rối rắm vẫn có cơ hội để vươn lên, nếu có ốm đau thì cũng không quá nặng nề, có thể vượt qua được. À là tốt ha. Sao hạn vẫn thế vẫn niên á, thì nếu đúng ra thì năm nay cũng các chị yếu kém hơn cả các anh nữa, thì các chị dính sao La Hầu, chỉ được ngũ hành phù hợp, không đủ điều kiện để phát triển mạnh, nên cẩn thận mọi mặt. Dù sao với tuổi đã vào hậu vận, đa phần sự nghiệp thì tương đối rồi. Năm nay chỉ nên gọi là an phận, làm những gì mà vừa cái tầm của mình thôi, đừng có quá bao hàm cái lớn lao, sẽ gặp nhiều bất trắc. Những gì mà năm nay là nên đi chùa hành thiện tích đức, thì cái khó khăn của cái vận niên vận hạn xấu nó có thể là vượt qua một cách nhẹ nhàng. Có thể nói đây là một năm đối với quý chị thì không phải là năm suôn sẻ ha, nên cần cẩn thận nhiều mặt. Còn xét về mặt tử vi á, tiểu vận là đi vào thắng địa. Tiểu vận của mình á, là cái tiểu vận của năm á, về tử vi là mình đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do cái sao hạn xấu gây ra. Người của tuổi Mậu Thân này đang đi vào gọi là đại vận 10 năm, từ 45 tới 54 tuổi, tức là những cái năm mà họ có nhiều cái thăng trầm và có nhiều cái thành công trong công việc làm ăn, người ta gọi đại hạn và đại vận, thì năm nay mình đang ở trong đại vận 10 năm. Và gặp lực đó là sự nghiệp đó, thì nó như vậy thì sự nghiệp nó càng ngày nó càng sinh lớn ra và nó ổn định. Tiểu hạn năm nay được ảnh hưởng tốt, mình đã có tiểu hạn năm nay tốt rồi ha, ảnh hưởng cái đại vận của cái 45-54 nữa, thì nên nó cũng có giảm bớt những cái điều xấu do cái sao hạn sao vận xấu gây ra, tức là sao La Hầu có xấu đi nữa thì mình có cái đại vận 10 năm và tiểu hạn tốt của năm nay nó đã đi cho nhiều do cái sao đó. Từ bởi vậy mình mới nói là cái sao La Hầu nó nặng với nữ, nó nặng với nam, nó không nặng với nữ cũng do những cái vấn đề này. Rồi tiếp đến đó là cung tiểu vận có nhiều bại tinh, có nhiều bại tinh gây nhiều tốn hao trở ngại, nhưng mà nhờ trong cái năm nay có tuần nó án nữ, nó sẽ hóa giải, có tuần triệt thì nó sẽ làm giảm bớt những cái xấu của cái sao xấu đi, nhưng mà ngược lại thì nó cũng sẽ làm giảm bớt những cái tinh tú tốt cho bản mệnh của mình ha. Tọ cung tiểu vận có quan phù, quan phủ, thiên khốc, đà la, quý chị sẽ gặp chuyện thị phi nè, kiện cáo là mất ngủ vì cạnh tranh hơn thua hoặc tranh cãi gây go về chuyện tiền bạc. Mặc dù quý chị là người khôn ngoan, cương tính, không chịu lép người khác, thậm chí là đàn ông, nhưng đừng nên nóng nảy trong năm nay, ăn thua đủ thì năm nay sẽ rất là dễ bị thiệt hại. Cho nên là quý chị cẩn thận ha. Cho nên là một sự nhịn chính trị lành thì rất là mọi thứ nó sẽ qua. Và lại đang ở vào cái năm mà gọi là mã ngộ đau, tức là ngựa bị thương á, càng xông xáo là mình càng bị thiệt hại. Cho nên là đừng có quá cương trong cái chuyện làm ăn. Nhập hạn là có tướng quân nè, quốc ấn, ngộ triệt, công việc sẽ bị gián đoạn ha. Công việc mà đang làm nó sẽ có một thời gian bị gián đoạn nửa chừng, vì vậy nên là đừng có toan tính cái việc lớn và việc lâu dài, mà chỉ là việc trước mắt, việc nhỏ gọn thôi. Nói thật là năm nay chỉ nên làm những cái việc lấy công làm lời, đừng có làm lớn để mình đưa cái con thuyền lớn ra khơi á. Con thuyền lớn ra khơi thì phải lâu dài, mà trong năm nay thì mình đừng nên tính những chuyện lâu dài. Ngược lại á, là với tam hợp nè, mã, ngộ, khốc, khách và nhiều phúc tinh hội tụ, quý chị thường gặp người gỡ rối, mà năm nay nếu mà có gì có rối rắm thì sẽ có người giúp đỡ và gỡ các khó khăn, đôi khi có cơ hội tốt để vươn lên. Tuy nhiên cung mệnh có tan môn thì dễ gây bệnh hoạn nè, làm trở ngại công việc, đừng quá cố chấp mà ham những cái việc lớn mà đem lại phiền muộn trong lòng, dễ gây chống phá, oán thù ha. Việc nên làm là nhẫn nhịn, đừng tranh thắng mà sẽ gặp nhiều bất ổn trong cuộc sống.
cung tài bạc, tức là cung tiền bạc đó, với nhiều phá tinh hội tụ nên cẩn thận về tài chính, có thể tiêu hao ngoài dự kiến của mình. Tuy không gặp khó khăn nhưng cũng khó tránh khỏi phần hao hụt, nếu mà làm được nhưng mà cũng sẽ hao đi ha. Nhìn chung á, là các mặt từ sao hạn ngũ hành đến tử vi năm nay có nhiều cái điều xấu hơn là tốt. Đặc biệt đừng nên tranh thắng thua với bất cứ ai, có bất đồng và đừng tham vọng lớn trong công việc làm ăn, mà chỉ là gọi là vừa đủ thôi thì được. Hơn lúc nào hết á, đây là năm cần quan tâm đến sức khỏe và gia đình. Công việc làm ăn chỉ nên gọi là bình thường thôi. Tài lộc có thì vẫn phát sinh nhưng mà không có lớn. Đây là một năm gọi là khá yếu kém với quý chị về mặt sức khỏe ha. Tuy nhiên là vẫn hơn được về vận hạn, về làm ăn vẫn hơn được cái năm Dậu vừa rồi. Là một điều tốt. Còn tình cảm và gia đạo đối với cái người này thì năm nay cuộc sống tình cảm của người này thì là gặp nhiều rối ren, không thuận lợi cho đối dương sao La Hầu. Nếu đã có gia đình á, ha, quý chị thì năm nay cần nhường nhịn chồng, với đừng có quá gay gắt sẽ không có tốt với mình. Đừng vì lời nói mà vợ chồng bị xích mích. Tuổi của quý chị muốn không thuận về đường chồng con rồi, ha. Từ tính quá đàn ông và khôn ngoan cho nên là chồng hơi hơi khó bảo ha. Đó. Cho nên đó là cẩn thận, nên nhẫn nhịn để giữ được cái gia đình hạnh phúc. Con cái cũng có những cái rối rắm phải giải quyết ha. Tuy là nên như vậy nhưng mà mình là người tuổi Thân mà, mình giỏi lùn lách lươn lẹo, mình sẽ nhẹ nhàng để bảo con gái thì nó sẽ ổn thôi, mọi thứ nó sẽ qua thôi. Với nàng Điếu Tang Tuế, chồng con có người gây hư hao tốn kém tiền bạc ha. Chắc chắn là năm nay các chị là tốn kém tiền bạc là từng người thân, nên dùng lời tế nhị để khuyên răn. Nỗi buồn phiền thì đôi khi khó bày tỏ nhưng mà làm cho cái gia đình khỏi rơi vào cái tình huống bi đát. Năm nay dễ có tin buồn, nhất là những người trưởng thượng. Đó, đối với cái người tuổi Thân. Quan hệ bằng bè bà con nên tránh bớt các việc giúp đỡ ngoài tầm tay của mình. Đấy không? Cái gì mà nắm trong tầm tay thì mình ok, mình giúp người ta, còn không có thì đừng có nói. Còn không, nếu không muốn là mang nợ, mà mang nợ đưa vai gánh vác, mà thay vì người ta mang ơn mình cũng tức, người ta còn oán lại nữa. Cho nên là đừng có ấy, ai nói gì nó cứ nói không tiền thì chắc ăn. Đối với quý chị độc thân hay là đang trong tình trạng ly thân, tại vì cái quý chị mà 68 này thì hơi nhiều á, cần dè dặt trong mối quan hệ. Tuy có nhiều niềm vui nhưng sẽ gánh lấy nhiều nỗi ưu phiền, và nhất là lại mang tai tiếng. Đây không phải là năm gặp được người để có thể trao thân gửi phận, mà đa phần là những kẻ đến rồi đi ha. Quan hệ tình cảm rồi chơi chơi hoài thì được, chứ còn năm nay không có phải là năm để tốt, để sẽ có cái người để lo lắng cho mình đến cuối đời. Thì như vậy thì nó là thấy ha, nếu đã có người mà vừa ý và muốn tiến thêm bước nữa thì năm nay vẫn có thể thực hiện được. Vì năm nay là không gặp tam tai hay là năm kiên kỵ về cưới hỏi gì cả, cho nên là ok ha, vậy là ngon rồi. Nhưng về mặt sức khỏe năm nay với hạn Diêm Vương và Khóc hư cư hạn, cần quan tâm nhiều đến đường máu huyết và các chứng phụ khoa, nhất là mạng thổ gặp năm Mộc là tương khắc mạng, sức khỏe bổn mạng rất hay gặp bất lợi. Và nhớ là lái xe cẩn thận ha, vật nhọn sắc thì nên tránh xa. Rồi thì rất là có dễ ra máu. Rồi đó là cái luận chung của cả năm tử vi 2018 đối với quý chị Mậu Thân sinh năm 1968. Thì em có nghiên cứu thêm và làm luôn cả cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho chị để biết tháng nào xung và tháng nào không, tháng nào thuận và tháng nào xung, để mà quý chị có cái cương nhu, cái biết cách mà để vượt qua cho nó dễ dàng. Biết tháng này là mình không tốt thì mình không nên làm việc lớn, hoặc là như thế nào đó mình không bỏ tiền ra hoặc là không đầu tư gì đó. Thì đầu tiên hết đó, đối với năm 1 tức 2018, năm này là năm Mộc. Rồi thì tháng đầu tiên của năm này là tháng Giáp Dần, tháng Thủy. Thì mệnh của mình là thổ khắc thủy, bổn mạng khắc tương khắc với lại tháng, thì sẽ gặp đôi chút không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bỏ nhức đầu thôi, mình tương khắc nó thì đỡ, mà nó tương khắc mình thì mới ghê. Rồi thiên can á, giáp
Khắc Mậu, chủ sự rắc rối khó khăn trong công việc. Tháng này mà đỏ đen thì biết rồi ha, nó khắc mà Mậu giáp nó khắc Mậu là không tốt, cho nên là công việc làm ăn nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sức khỏe thì bị tương khắc rồi, thấy là không ổn rồi. Địa chi Dần Thân là lục xung, chỉ sự mọi việc xung khắc, có làm ăn cũng cực kỳ khó khăn, gây gỗ và thậm chí là không có tốt trong cái mối quan hệ gia đình. Vậy tóm lại tháng Giêng là tháng cực kỳ không tốt cho quý chị, với cả ba cái là mệnh nè, thiên can, địa chi là gặp tương khắc và trắc trở hết. Do vậy cần cẩn trọng mọi điều xấu có thể xảy ra, nhất là cãi vã trong gia đình. Tháng Giêng là một cái tháng rất là ai thì gần như là người Việt Nam mình tháng Giêng cũng hay bài bạc đồ này kia chút xíu, cho nên là tháng này thôi các chị đừng có thôi năm nay nghỉ đi, ăn chơi đi đây đi đó, đi du lịch đồ này kia cho nó thoải mái đầu óc, lên du thuyền, thậm chí mất tiền mà để mình thua bài lên du thuyền mình chơi cho nó sung sướng. Mà lên du thuyền nó hay có casino nha, đừng có vô ha, mình chỉ đi chơi thôi thì nó sẽ ok hơn. Đó, nói chung là tháng 1 là tháng ăn chơi, chỉ ăn đi chơi thôi mà đừng có chơi bài lại hơn nè. Đó thì là mới vô cái tháng đầu năm là tháng quá xui luôn á, nào có cả ba cái tương khắc với mình. Đến tháng thứ hai là tháng Ất Mão, tháng Thủy, tháng này thì vẫn là mình là mệnh thổ, thổ mình vẫn khắc Thủy thì bổn mạng của mình cũng sẽ có những điều không tốt giống như tháng 1 vừa rồi. Rồi chữ Mậu với chữ Ất thì tự chủ hòa bình, không xung không hợp cũng ok đi. Có những công việc làm mà không xung không hợp, nó không xung mình thì mình cũng có những cái toan tính làm việc nó ok. Địa chi Thân với Mão thì tự chủ hòa bình cũng không hại không hình gì nhau, thì mọi thứ có thể là mình vượt qua cái tháng 1 ăn chơi rồi, bây giờ tháng này mình bắt tay vô việc làm thì nó sẽ đạo đàng hơn. Như vậy tháng 2 là tháng tương đối nhẹ nhàng ha cho quý chị, vì chỉ có mệnh tương khắc thôi là thổ khắc Thủy, còn lại thiên can và địa chi thì không xung cũng không hợp. Được sự yên ổn nhẹ nhàng trong công việc, mọi sự bắt đầu khởi đầu trong cái năm mới. Tuy rằng nó có khó khăn nhưng không khó khăn như cái năm Dậu vừa rồi, mình có cái khởi đầu cũng khá êm ha. Đây là một khởi đầu mà rất là thuận lợi cho quý chị luôn đó, mình nói là như vậy. Đầu tới đến tới kiếp là tháng 3, tháng Bính Thìn, tháng này là tháng thổ. Thổ với thổ của mình là cùng hàng, sức khỏe bổn mạng của mình đã ổn rồi. Tháng 3 là bắt đầu là thời tiết nó cũng ấm áp hơn và công việc nó bắt đầu, nó tất cả mọi thứ nó đã bắt đầu vào guồng vào chạy, thì mình thổ thì sức khỏe của mình nó sẽ đã ảnh hưởng hơn. Chứ Mậu và Bính thì nó cũng không xung không hợp, không gì hết, cũng sẽ tốt cho công việc làm của mình. Địa chi của mình Thân với Thìn thì có tam hợp Thân Tí Thìn, mà tháng tam hợp thì người ta hay nói là tam hợp thì nó hóa giải tam tai, chứ đừng nói hóa giải ba cái chuyện mà này gặp mà mình tiểu vận với đại vận tiểu hạn với đại vận của mình là đều tốt, cho nên gặp tháng tam hợp ở tháng 3 là tháng khá thành công với của anh chị, của chị cũng như các anh, thì đây là cái chung. Như vậy cái tháng 3 là có thể đầy may mắn và nhiều cơ hội tiền tài, bởi là tháng tam hợp về địa chi, mệnh thì đồng hàng thổ, sức khỏe ok. Bên cạnh đó thiên can là không hình không hại không xung gì hết, thì nếu như tháng này mà có triển khai kiến ký kết hợp đồng hoặc là những cái việc làm ăn lớn thì mình vẫn có thể làm được, mình không sợ ai hết. Tháng này tháng tốt đối với tuổi Mậu Thân nữ cũng như nam. Trong cái năm Mậu Tuất 2018 này. Rồi đến tháng 4 là tháng Đinh Tỵ, tháng này cũng là tháng thổ luôn, thì thổ của mình với thổ này là cùng hàng, bổn mạng cũng tốt giống như tháng 3. Mậu và Đinh thì không xung cũng không hợp, sẽ có được cái sự yên ổn và thuận lợi trong cái mọi thứ cho công việc. Thân và Tỵ, Dần Thân Tỵ, Thân Tỵ thì là lại thuộc nhóm lục xung, chủ về sự rắc rối trong nhiều thứ, dễ xảy ra cái sự tranh cãi trong cuộc sống gia đình, cũng như là gặp đối thủ cạnh tranh và khó khăn trong công việc, tại vì nó là tháng chủ về cái sự mối quan hệ, tại vì địa chi mà là nó là cái mối quan hệ, các cái công việc làm ăn, hỗ trợ cho công việc làm ăn nó sẽ không tốt ha. Rồi cho nên là tháng 4 thì cẩn thận hơn, nhưng mà mình vẫn có được cái là mệnh thì mình cũng không sợ. Thiên can thì nó vẫn ổn định, tháng kia thiên can đưa qua mọi thứ từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, có mình có 3 tháng thiên can không có ảnh hưởng gì hết, thì là công việc có thể chơi giải để mà tiếp tục làm.
Đến tiếp hết thì qua tháng như vậy là qua tháng tháng 3 là có nhiều may mắn. Quý chị sẽ phải đón nhận cái tháng 4 này á, với những rắc rối. Nhưng mà rắc rối thí dụ giống như là nói là thân với tỵ là thuộc nhóm lục xung, và lục xung thì nó có nhiều cái sự xung khắc. Gặp năm nay mình sao la hầu thì nó sẽ có những cái bất trắc và khó khăn. Bởi đây là ha. Cho dù được đồng hàng thổ thiên can thì không xung hay khắc tương hợp, xung khắc cũng không phải đi bớt. Ví dụ như thiên can của mình là với lại mình thổ thì đồng hàng, thiên can thì không xung không khắc gì hết, thì nó cũng sẽ không có cái tốt để hóa giải được cái sự lục xung. Cho nên là cần cẩn thận nhiều thứ. Tháng này là không tốt để ký tá các giấy tờ và mua bán làm ăn gì lớn. Nó chỉ là những công việc mình có, mình thu về thôi thì được. Hoặc là mình làm những cái mình đã biết, hoặc là lấy công làm lệnh. Thì đây là một tháng rất lớn. Rồi tới tiếp đến là tháng 5. Tháng 5 là tháng bầu ngọt, tháng hỏa. Mà hỏa thì sinh thổ. Vậy là mệnh của mình được tương sinh bởi cái mệnh tháng, rất là tốt, có dấu hiệu tốt cho sức khỏe và bản mệnh. Cùng hàng đó là coi như thiên can đó, mậu, hai chữ mậu, mậu mà thuộc hành thổ, mà nhiều thổ thì thêm núi. Mình chữ mậu, hai chữ mậu thuộc hành thổ, mình mệnh thổ nữa là mình thêm núi đó. Là mình nhiều nước, nhiều đất là thêm núi, thêm gò ha, là tốt cho mình. Về nói là sức khỏe của mình sẽ ổn định hơn. Tháng này nó hơi nóng một chút thôi, thì cũng gọi là ấm áp đối với người của mình. Người mậu thân khỉ thì nó thích mùa hè ấm áp hơn ở thích lạnh, cho nên là ok đi, cũng được. Địa chi thân và ngọ thì thường chủ hòa bình, không hình không hại, không xung gì hết. Vậy là tháng 5 đối với quý chị thì mọi việc tương đối thuận lợi, sẽ đến dồn dập nhiều hơn. Và đây là tháng tương sinh về bản mệnh hỏa sinh thổ, mà bổn mạng mà được tương sinh, sức khỏe tốt thì công việc cũng hanh thông. Bên cạnh đó còn được thêm cái tương trợ từ thiên can mậu với cùng hàng thổ, sẽ làm tăng thêm cho quý chị nhiều tài lộc phát sinh. Địa chi thì không xung không hại cho tháng, cho nên là gia đạo của chị tốt. Tóm lại tháng 5 có thể được tài vận sung mãn, hạnh phúc vui vẻ cho quý chị. Nếu như quý chị nào độc thân thì tháng 5 này rất là dễ gặp được một cái chuyện tình cảm, vì nó là tháng được mệnh tương sinh mà, rồi thiên can là cùng mậu đồng hàng, thì người ta sẽ cái bộ mạng mình nó phát sáng ra, mà mình biết rồi, mình tỏa sáng, mình dễ thu hút ánh nhìn ha, mình tự tin, mình tương vui vẻ, mình sẽ thu hút được ánh nhìn, sẽ tốt cho cái việc gọi là hồng loan duyên phận. Rồi tiếp đến là tháng 6, tháng kỷ mùi. Tháng này là tháng hỏa, mệnh hỏa. Mệnh thì hỏa sinh thổ cũng giống như tháng 5. Thiên can mậu với kỷ thì không xung không hại gì hết. Địa chi thân với mùi là coi như tự chủ hòa bình cũng không gì hết. Như vậy tiếp nối những thuận lợi may mắn trong tháng 5, thì tháng 6 này quý chị tiếp tục duy trì được công việc ổn định, bởi bản mệnh được tương sinh là hỏa sinh thổ. Còn địa chi thì và thiên can thì không xung không khắc gì hết, thì mình đã có gọi là mình có cái đà lên dốc mà, hoặc là mình đang lên dốc, mình đang cất cánh, mình bay là mà mình sẽ phải tiếp tục bay thôi, chứ còn mình không có gặp gì cản trở ở phía trước. Cho nên là tháng 5, tháng 6 là tương đối ổn. Nó sẽ thậm chí nó sẽ còn là nó đem nó nhân những cái sự thành công của cái tháng 5 lên nữa, sẽ đem lại cho quý chị nhiều tiền tài hơn ha. Vậy như vậy mà nói thì mình chỉ phải để ý cái tháng 1 thôi. Từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, thì tháng 4 thì chỉ có một chút xíu là gặp lục xung, nhưng mà mình cũng có nó không quá lớn. Vậy là từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 ha, tháng 6 là mình có tới 5 tháng để thành công, trong khi mình phải chỉ cẩn thận cái tháng duyên mà thôi. Như vậy đối với quý chị, dù là cái sao mạng cả năm nó cũng tương đối không có ổn định, không có nhiều cái tốt, nhưng mà ngược lại chúng ta có được những cái tháng đầu năm rất là thuận lợi về mọi mặt, xét sâu, thì như vậy là có thể giúp chúng ta làm ăn và tự tin phát triển trong 6 tháng đầu cách rất là ổn định. Đây là những cái chia sẻ của em về tuổi Mậu Thân đối với cái tử vi năm Mậu Tuất 2018. Chúc các chị có được những cái thông tin cần thiết cho cuộc sống của mình trong cái 6 tháng đầu năm này, để biết cương nhu trong làm ăn,
và có được cái thành công tốt về mặt tiền và cũng như là tình cảm gia đình cũng như hạnh phúc của bản thân mình. Nếu như các chị thấy hay, xin bấm like và chia sẻ, nhất là comment vào để cho cái video clip nó có tăng cái độ tương tác giữa chúng ta, để em có thể giúp các chị nhiều hơn nữa. Đến đây thì video cũng đã xong. Chúc các chị có một cái năm 2018 đầy những thành công bất ngờ. Và bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.